rồi đứng lên để rồi đi cơ. Nó mới để đi thì đi đàn chỉ được. Ra xe đi, ra xe vào trong cuộc. Thì đã nhầm rồi. Rồi chết rồi, ngồi tắt hãng rồi kia đã chầm rồi. Ra xe vào trong cuộc quay đấy. Nó vào trong đấy nó quay xe. Trong đó không bị chết vì năm 2. Với những thành tích đã lập được trong chiến đấu và thi đấu. Ra đi, ra ra ngoài. Đoàn vinh dự được Quốc hội và Hội đồng Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng. Đây đây nào, đây nào. Hai trung đoàn, ba tiểu đoàn, một đại đội và một cá nhân của đoàn cũng là tham gia anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay được ta một nhiệm vụ và một nhiệm vụ rất lớn, cán bộ chiến sĩ đoàn xây dựng đoàn phát huy truyền thống vẻ vang của đoàn xây dựng đơn vị anh hùng. Chung lật xe lên đi.
1979 tại hang Bản Giới, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nhiều năm qua, gia đình có nguyện vọng được biết một số liệt sĩ ở đâu để tới viếng. Vừa qua, được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng và nhân dân khu vực liệt sĩ đã phát hiện chính xác hải cốt của liệt sĩ và tổ chức quy tập về một trang địa phương. Qua chương trình truyền hình Quân đội Nhân dân, gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng, đồng đội của liệt sĩ, nhân dân Bản Giới, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã chuẩn bị sẵn sàng tình nghĩa, cúi nước nhớ nguồn đối với các liệt sĩ đã hy sinh.
1964, tháng 8 năm 1965, vào năm chiến đấu, ngày 4 tháng 3 năm 1965. Ngồi nhà đi về tìm sắc Maria rồi. Nhớ Maria rồi. Nhớ Maria. Đọc này chẳng thế nào. Đi sang xin chị một cái là thích lắm. Nhưng bà giờ bà dây bán hàng thế. Thế là nhiều khi chị phải bà sang xin cái gì. Thế là tôi mới bảo ừ. Cho tao bỏ ớt. Thế là tôi. Bà lại. Biết một niềm hạnh phúc ở đâu, nhà báo Châu Âm, Nguyễn Duy Cường, người đã cố gắng bảy tê, cố gắng hết sức, đem tên hôm nay, em gái các đồng chí và các bạn trong bản này chương trình sau. Các đồng chí và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình quân đội nhân dân, trong chương trình sau của chủ nhiệm, gọi thanh niên định nghĩa đợt một năm 1990, phóng sự về tổng công ty Trường Sơn và phóng sự điều tra về tình hình quân trang của bộ đội hiện nay. Xin cảm ơn các đồng chí và các bạn đã theo dõi chương trình.